Câu chuyện của hai nhân vật mà chúng ta đang quan tâm đó là ẩn danh Hồng Sơn và thạc sĩ luật sư Thanh Trang. Đến bây giờ thì các bạn cũng đã biết rồi đấy. Sự thật bao giờ nó cũng vẫn là sự thật thôi. Anh xin chào chị Phạm Thị Lệ. Cái sự thật và cái giả dối nó tương đồng với nhau, có một sự đánh đổi rất là lớn. Các bạn thấy liên quan đến cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng là đối với nhân vật Hồng Sơn và Hồng Thanh, xin chào chị Lê Thị Mở. Từ trước đến nay khi xuất hiện trong cái drama này là chúng ta cũng đã thấy rõ được bản chất và mưu đồ của hai con người này là gì. Mục đích họ đến với Thiền Am chỉ vì mục đích tư lợi cá nhân, nhưng luôn mượn cái vẻ gọi là trí thức, cái trình độ cùi và cái phong thái bên ngoài để đánh đổi, để che đậy cái sự manh nha, nhưng cuối cùng không thể che giấu được mãi như thế được. Các bạn cũng đã biết thì khi mà đối chất để diện kiến cái các cái bài chia sẻ cũng như các cái nhận định về quan điểm của hai nhân vật, hai con người này, thì các bạn đánh giá và có thể là nhìn nhận ngay từ ban đầu. Riêng về Hồng Thanh thì các bạn có thể thấy rằng nó là sự giả tạo, sự gian dối, lương lẹo, nó luôn thể hiện trên bản chất con người, từ phong thái lời nói cho đến các cái cử chỉ hành động. Đây, các bạn thấy không? Không thể nào che đậy được. Nhưng cái tính quyết đoán của cô có thể một phần nào đó che đậy, nhưng cái tính quyết đoán đó là cái sự liều lĩnh để đánh cược, đánh đổi bằng các cái cục, ví dụ như là đưa ra cái lời khẳng định, tôi dám tuyên bố, tôi thẳng thắn, tôi dám cá cược là như vậy. Đó là những cái câu nói mà để tạo cái sự uy thế, uy tín của Thanh Trần. Đến bây giờ thì sự thật này cũng đã vỡ lẽ khi trong thời gian gần đây, một tháng qua, thì chúng ta thấy rằng là sự thật nó cũng đã dần dần được phơi bày rõ bản chất của hai con người này thực sự. Còn Hồng Sơn thì các bạn cũng có thể rằng nhìn nhận ở một cái góc độ về trình độ, thì chúng ta cũng có thể đánh giá rằng Hồng Sơn là một con người cũng có kiến thức, nhưng không phải là cái kiến thức là đủ đâu ha các bạn. Khi tham gia mạng xã hội này phải có tài, có trí, mà phải còn có đức nữa. Đó là cái câu nói mà ông bà ta thường hay đúc kết để răn dạy, để cho người đời nhìn nhận, để cho con cháu và các thế hệ để noi theo, để học hỏi, để nhìn nhận biết đâu là người tốt, đâu là người thực sự tử tế như thế nào. Hồng Thơm thì đôi lúc là cũng có tài, nhưng mà tài ở đây là cái tài nó không đi đôi với cái đức. Cái đức của anh đã bị đánh đố bởi là cái sự manh nha, lương lẹo, cái phẩm chất của con người nó không có. Cho nên cuối cùng trên con đường sự nghiệp và công danh của Hồng Sơn không bao giờ mà bền vững cả. Đây, điển hình là chúng ta cũng đã thấy đến giờ này anh cũng vẫn cố gắng cố công để phục hồi cái nhân phẩm, giá trị đạo đức của mình, phục hồi cái nghề nghiệp, nghiệp luật sư của mình bằng cái chiếc ghế mà anh từng ao ước, nhưng cuối cùng vẫn chưa làm được, chưa thực hiện được điều này. Điều này chứng tỏ rằng là cái giá trị đạo đức của con người nó là một cái tầm quan trọng rất lớn. Khi con người được chúng ta ngưỡng mộ, được tin yêu và quý mến, không chỉ là nhìn qua cái lời nhận định, hình thái, cái cử chỉ, tạo dáng bên ngoài là chúng ta có thể vội vàng tin tưởng. Như vậy là chúng ta cũng đã bị lầm. Đúng. Đến bây giờ các bạn, kể cả là fan mà bảo vệ tích cực cho Hồng Sơn, và kể cả những người mà trước đây cũng từng ngưỡng mộ Hồng Sơn, cũng đã bị lầm và lầm rất là nặng rồi. Đấy. Đến bây giờ sự thật nó là như vậy rồi, các bạn thấy không? Một cái câu chuyện liên quan đến cái vở kịch, trong cái vở diễn Cô Hoa và 10 cái Biêu, chúng ta thấy rõ ràng đến bây giờ họ vẫn cố chấp, vẫn không công nhận điều đó là sự thật, vẫn cho rằng đó là một sự ma mị giả dối để tìm cách hại họ. Thấy không? Một cái sự mà cứng đầu ở những con người này, họ chỉ luôn thể hiện, họ chỉ luôn nhận định và tự cho rằng là cái việc mà họ chia sẻ, họ phân tích
nhận định về pháp lý liên quan đến cái diễn biến của vụ Tiền Em. Họ cho rằng đó là cái trách nhiệm, đó là cái việc mà họ luôn đem đến cho cộng đồng. Và kể cả đến bây giờ các bạn thấy đó, fan của Hồng Sơn vẫn còn nghiêng mình bái phục Hồng Sơn là người rất là tài năng trí tuệ. Từ Hồng Sơn ra, khi tham gia, khi nghe các bài chia sẻ của Hồng Sơn, mà cộng đồng mạng và khán giả mới hiểu được thêm. Đúng, có nhiều cái Hồng Sơn cũng nói rất là chuẩn xác, nhưng đa số là những cái vấn đề mà Hồng Sơn đưa ra các cái nhận định nó mang tính là thiếu thực tế. Ở đây là chúng ta thấy rằng cái việc lợi dụng cái danh nghĩa là luật sư, cái danh xưng của mình là luật sư để lọc lừa niềm tin của khán giả, nhưng đến bây giờ vẫn chưa chứng minh được. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng một sự tráo trở manh nha, nó công khai và trắng trợn. Lừa cả cụ Lê Tùng Vân là các bạn biết là như thế nào rồi. Đấy, vào trong Thiền Am khè với cụ Lê Tùng Vân, cho rằng là Hồng Sơn là một luật sư thực sự, chưng những cái bằng không biết có thực hay là giả. Thì chúng ta thấy rằng cái sự mà manh nha tráo trở của con người Hồng Sơn này là như thế nào, ba trận như thế nào, kể cả cụ ông như thế, là nơi mà Hồng Sơn có thể đặt niềm tin, nơi mà Hồng Sơn có thể đem lại niềm tin, và nơi mà cụ Vân đặt niềm tin cho Hồng Sơn. Nhưng Hồng Sơn lại lấy lời đó làm một cái trò đùa để diễn giả những cái vấn đề mà láo xạo của mình để lừa cụ Vân như thế này. Thì thử hỏi khán giả đối với Hồng Sơn này là cái gì? Đấy, 3-4 năm trời trôi qua, đến bây giờ chúng ta thấy đó, thực sự về cái vụ việc mà tày trời nhất là cái câu chuyện dựng nên 10 cái bill đối với cô Hòa, và tất cả những cái vụ việc liên quan đến vùi dập tố cáo Minh Tú, tìm cách hãm hại Minh Tú một cách là không thương tiếc như thế này, thì những con người này họ trí thức như thế nào, họ có nhân đạo tử tế như họ có từng nói hay không? Riêng Hồng Sơn thì đến bây giờ chúng ta vẫn còn tạm tin nữa một chút là cái sự mà anh vẫn chưa công nhận cái điều này, nhưng anh vẫn chưa dám lên tiếng, vẫn còn cố chấp. Còn Hồng Thanh thì đã thể hiện rõ được cái bản chất của mình. Ngày hôm qua thì các bạn biết trên cái đường live của Tiến Dũng thì mình cũng có nghe, có theo dõi, và nhiều anh em, chị em cũng đã có chia sẻ các cái cuộc đàm thoại đó, là chúng ta cũng đã thấy rằng thực sự nhóm của những con người này cũng đã tự lột mặt với nhau, tự vạch trần những cái thói hư tật xấu của mình. Bởi vì là họ đến với nhau, họ mưu lợi với nhau bằng sự toan tính. Nhưng khi họ không đồng nhất với nhau được cái quan điểm thì cuối cùng tự họ lại vạch trần lấy nhau. Các bạn thấy trong các đường live khi mà họ tập trung vào đánh nhóm Đa Đề, đánh 5 vị luật sư, Tiến Dũng, Hồng Sơn, Thanh Trần lên kêu gọi quyên góp đệ tử, kêu gọi nhóm đệ tử hội tụ anh em về ca ngợi cổ xí, nêu tên từng cây, kêu gọi hỗ trợ ủng hộ, chiêu những cái thứ mà gọi là nhân vật gọi là đầu trâu mặt ngựa, giống như mà gọi là chửi thê trên mạng xã hội, để các bạn chiêu binh những cái nhân vật như vậy. Đến bây giờ đó là người ta gọi là gầy ông đập lưng ông đấy. Tác dụng ngược trở lại đối với những con người này. Họ lạm dụng những con người như thế này để lôi về, tạo cái vị thế thanh thế, tạo cái niềm tin cho họ để đánh trả những người mà họ muốn tấn công. Nhưng cuối cùng họ không biết rằng cái hậu quả một ngày nào đó có thể là chính những con người này nó sẽ quay sang nó cắn càng mình. Đấy, người đời gọi là chó cắn càng đấy, nuôi chó mà chủ mà không thu phục được thì cuối cùng cũng sẽ là một cái tác dụng ngược. Và điển hình họ sẽ không còn mặt mũi tên tuổi nào mà đeo bám hai cái từ Thiền Am này nữa. Cho nên họ vẫn cố để giữ, cố để níu kéo gượng gạo lại một chút nữa. Bây giờ là một số thành phần đệ tử của Hồng Sơn Thanh Trần này là quay sang cắn càng rồi. Thì một số là điều binh khiển tướng cho ra là để khuyên răn, để đừng làm cái chuyện mà nó trở thành mà to tát rồi nó lòi mặt trục ra hết. Ngày hôm nay thì Mộng Nguyễn cũng lên khuyên Thành Bo, nhắn nhủ rồi cũng khuyên anh em là như vậy. Tiến Dũng thì cũng có những cái lời nhận định mang tính chất là
giữ lấy cái vị thế của mình vậy thôi. Nhưng tất cả sự thật rồi, nó cũng là lộ nguyên hình của những con cáo già này, những con người mà lọc lừa, gian xảo. Đối với Thanh Trần thì tất cả các sự thật đã bị tiết lộ ngay từ ban đầu liên quan đến các cái tin nhắn rồi. Từ cái tin nhắn giữa Tony Phạm với Thanh Trần là cho chúng ta thấy con người Thanh Trần này là gian xảo, manh nha như thế nào rồi. Nhưng để bảo vệ được thanh thế của mình thì Thanh Trần này cố níu kéo Hồng Sơn vào cái câu chuyện này để cho Hồng Sơn bảo vệ mình. Và hai con người, ba con người này nương tựa nhau, bảo vệ cho nhau, tìm mọi cách để loại bỏ nhóm Đa Đề ra khỏi Thiền Am. Và họ dùng mọi cách để tranh thủ cơ hội để trục lợi bằng hai cái từ Thiền Am này. Điểm lại những cái sự việc mà xảy ra đối với Thiền Am, các bạn thấy đó, họ dùng mọi thủ đoạn và tranh thủ mọi cách, mọi cơ hội, lợi dụng mọi các cái tình huống của Thiền Am, thấy không? Từ chống thấm, chống dột, nhà cửa hư, từ khi mà người Thiền Am bị thi hành án, tuyên án là bắt đầu họ dựng lên rất nhiều câu chuyện, đi thăm rồi đi ra Hà Nội đấy, rồi đến cái vụ việc của cô Vân, rất nhiều. Nói chung là hãy có các cái diễn biến gì sơ hở là họ liền tranh thủ nhau mà hùa nhau để thừa thắng xông lên, thừa cơ hội đó để mà tranh thủ. Chỉ tội cho những người mà nhẹ dạ cả tin ở đây là các mạnh thường quân, những người mà họ đã sẵn lòng để đáp ứng cái niềm tin của mình, nhưng họ đã quá vô cảm khi cái lòng mà từ bi của họ quá nhạy cảm, cho nên họ vội tin những con người này một cách mù quáng, mà đến bây giờ họ cũng vẫn chưa nhìn nhận ra, các bạn thấy không? Trong cái vụ việc này không chỉ là các mạnh thường quân, nhưng trong các cái hội nhóm, những con người mà đứng sau những con người này, họ muốn tạo dựng ra một cái thực thế, một cái câu chuyện để họ lôi kéo vào để đánh phá lẫn nhau, chứ không phải chưa hẳn là trong đó là các mạnh thường quân đâu các bạn. Những cái vụ việc các bạn thấy liên quan đến cái việc mà tiền, là các bạn thấy là cái sức mạnh đồng tiền nó cám dỗ con người rất là ghê gớm, nó có thể khiến con người làm bất cứ việc gì đấy. Đơn giản chỉ cái việc mà tiền mà đô nát đó, là các bạn thấy Phan và đệ tử Hồng Sơn rất tích cực. Khi Hồng Sơn, Tiến Dũng, Thanh Trần đã thâu nộp được một nhóm đồ đệ mà mạnh miệng, dám chửi, dám nói, dám làm, thì các bạn thấy đó, Tiến Dũng sẵn sàng bỏ tiền ra đô nát để cho số tiền rất là nhỏ lẻ, nhưng thể hiện cái niềm tin, thể hiện cái sự mà chung đồng với nhau, cấu kết với nhau để chiêu dụ, để giữ chân những con người này. Nhưng cuối cùng thì là sự thật đã vỡ lẽ hết rồi. Ngoài tất cả các cái diễn biến vụ việc mà tìm cách hãm hại Minh Tú thì họ chưa làm được, nhưng bây giờ là Minh Tú đã làm được tất cả những cái việc mà Minh Tú làm, vạch trần ra các cái sự thật mà họ đã vùi dập Minh Tú bằng vụ là 85 triệu vụ, 10 cái bill. Hiện tại thì diễn biến của vụ việc nó chưa có đến hồi kết cục, chưa có được cái kết quả, nhưng chúng ta thấy rằng là Minh Tú đã làm được việc này để giải oan, tự giải oan cho mình. Trong câu chuyện này các bạn thấy đó, nếu như Minh Tú mà yếu hèn, nếu như Minh Tú không có sự cảm thông từ cộng đồng mạng, từ khán giả, từ những người mà còn lại để bảo vệ, để ủng hộ cho Minh Tú và nhóm Đa Đề này, thì thực sự chắc chắn là câu chuyện này không còn cái gì gọi là giá trị nữa, các bạn thấy không? Trong cái thời điểm mà nhóm của Hồng Sơn, Tiến Dũng quay sang đánh nhóm Đa Đề, đánh năm vị luật sư, các bạn, cái thế lực của bên họ rất là mạnh, đồng loạt ai cũng quay sang hùa theo Hồng Sơn cả, đồng loạt các kênh YouTube, các khán giả. Hình như là 70% là họ nghiêng về cái nhóm ba người này. Họ chỉ thấy cái hiệu ứng trước mắt rằng đó là họ tin ở Hồng Sơn là một người tài trí, nhưng lại không có đức. Họ tin rằng Hồng Sơn làm được cho Thiền Am. Sau khi mà vụ Thiền Am kết thúc và ba vị luật sư cũng đã rời bỏ quê hương, thì từ đây khán giả mới thất vọng. Chính từ cái điểm yếu này mà Hồng Sơn quy tụ, thừa thắng xông lên,
quy tụ đám đồ đệ lâu la của mình nhảy vào đánh phá nhóm La Đề một cách ghê rợn. Trong đó nhóm La Đề chỉ có là mình Minh Tú kháng cự lại cô Lan và một số khán giả, bên cạnh đó thì có một số kênh lẻ tẻ thôi. Thấy không, cái sức mạnh, cái thế lực của họ, nếu như mà cái quy luật, cái sự thật này mà nó không trong sáng thì liệu những con người này họ còn làm được cái chuyện gì nữa? Nếu như Minh Tú không cứng rắn, Minh Tú bỏ cuộc giữa chừng thì các bạn thấy rằng liệu Thiền Am có thể là vào trong tay của những con người này? Đấy, mục đích của họ, mộng của họ là muốn cai quản Thiền Am, muốn thống lĩnh Thiền Am. Kể cả một thằng năm râu mắt dạy như vậy mà còn vào muốn là đòi thống lĩnh Thiền Am thì các bạn nghĩ là như thế nào rồi? Đấy, năm râu còn đòi làm những cái chuyện mà nó vớ vẩn, nó trớ trêu như vậy. À, đòi xuống tóc tại Thiền Am, một cái đạo đức giả, một cái thái độ mà của cái thằng mà coi như là đê hèn thấp kém như vậy, mà thể hiện những cái thái độ như vậy mà làm sao mà tin được các bạn? Làm những cái chuyện tày trời như vậy đó, coi Thiền Am giống như một cái nơi mà đến đó để diễn hài, nơi mà đến đó để cho những con người này họ muốn làm gì làm. Trong khi cụ Vân thì vẫn còn sơ sơ đó, mà cứ tối ngày lân la vào Thiền Am dựng hết những câu chuyện này, bày những hết trò này đến các cái trò khác, để ma mị, để tạo cái thanh thế, để lôi hội phan về mình. Rồi cuối cùng bây giờ sự thật đã vỡ lẽ, họ không còn cơ hội nào khác khi mà tự họ đã bị tự vạch trần lấy nhau, là các bạn biết rồi. Đến một lúc cảm thấy là họ không còn lợi dụng được nữa. Mục đích của thằng Nam Râu là muốn xuống tóc tại Thiền Am để thể rằng hiện là cái lòng từ bi giả tạo của mình. Rõ ràng một cái sự giả tạo của thằng Nam Râu này. Thằng này thằng mất dạy lên mạng xã hội ăn tục chửi thề nó phát, mà làm gì có đạo đức ở đó, làm gì có tâm Bồ Đề Bồ Tát ở đó. Mà Hồng Sơn từng khoa từng ca ngợi, trời ơi, Nam Râu này nó cũng có tín ngưỡng Phật Pháp, nó cũng là có tâm có ý với Phật. Lúc nào cũng vào chỗ cái đền của Thiền Am, nó chụp hình vài ba tấm hình rồi đăng lên khoa, rồi khà với thiên hạ là thương cảm cho người Thiền Am. Nhưng đó là sự giả tạo trắng trợn trơ trẽn của họ. Các bạn thấy đến bây giờ sự thật đã lòi ra thì chúng ta mới thấy rõ được những con người này họ trơ trẽn đến mức độ như thế nào. Họ coi thường những con người ở trong Thiền Am giống như đứa trẻ con mà coi như là mù tịt về thông tin. Họ muốn thống lĩnh, kể cả là cụ Vân bây giờ thì là tâm trí thì không còn tỉnh táo nữa. Họ lợi dụng đến các cái cơ hội như vậy đó các bạn. Có thể là họ nghĩ rằng là trong thời gian mà thi hành án của các thầy trong Thiền Am là họ lợi dụng khoảng thời gian đó họ để thống lĩnh, để thâu tóm Thiền Am, tranh thủ được chừng nào hay chừng đó. Đến khi mà bể ổ thì họ tìm cách họ chung thì cũng được thôi. Mạng xã hội mà. Thành cho đến Hồng Sơn mới không dám chứng minh danh chính ngôn thuận của mình. Không dám công khai từ Facebook cho đến là mạng xã hội. Kể cả là không dám lập kênh YouTube. Đấy. Còn Thanh Trần thì chúng ta nói, khỏi nói rồi, bất chấp rồi. Khi đã bị đoàn luật sư cảnh báo đạo đức, trút thẻ nghề nghiệp thì cô coi như là không còn gì để mất nữa rồi. Tranh thủ mọi cơ hội. Và cái bản chất thực sự manh nha và giả tạo của Thanh Trần luôn thể hiện trong các bài viết. Về cái sự nói láo nói xạo thì Thanh Trần là số 1 rồi. Luôn than thở, luôn lấy Thiền Am ra lên cộng đồng mạng này mà để ăn mày cộng đồng mạng, mà mượn danh nghĩa là yêu thương Thiền Am nhưng lại đem người Thiền Am này lên trên mạng xã hội này để ăn mày, thì rõ ràng là họ công khai xin tiền kêu gọi một cách trắng trợn như vậy đấy. Còn bên ngoài thì cộng đồng mạng, khán giả, các mạnh thường quân, họ chỉ nghe theo, họ chỉ thương cảm cho người Thiền Am bấy lâu nay, họ chỉ biết rằng người Thiền Am ngoài cái việc mà vướng vào vòng lao lý thì không còn ai cận kề để giúp đỡ, để chăm sóc nữa. Thì có những con người này như Hồng Sơn, Thanh Trần, Tiến Dũng, họ quá tốt mà. Lúc nào cũng là tôi lo cho người Thiền Am, lúc nào tôi cũng
yêu thương quý mến người thiền em quá, tôi phải săn sóc vào mà chạy tới chạy lui để tranh thủ mà lo mà giúp cho người thiền em được cái gì hay chừng đó, được lúc nào hay lúc đó. Tội quá mà nói như vậy, ai không mũi lòng, ai không cảm thương. Đấy, chính từ đó mà khán giả kể cả là Mạnh Thường Quân đều bị lừa hết. Và chính những con người này tráo trở như thế này, họ công khai kịch mặt ra đó, họ dựng nên những cái câu chuyện mà các bạn thấy nó tày trời đến như vậy. Sẵn sàng vu khống đánh đổi được quy trực. Hại Minh Tú đến mà cái kiểu là không còn con đường đấy. Nếu như bên cạnh Minh Tú mà không có những người bảo vệ, không có những người mà đồng cảm với Minh Tú, và Minh Tú yếu đuối bỏ cuộc thì chắc chắn là, thì các bạn thấy sẽ như thế nào. Nhưng đến bây giờ đấy, cái chân lý bao giờ cũng là nó sẽ chiến thắng được. Trong suốt thời gian gần nửa năm của Hoàng Nhân, nửa năm phải không các bạn, họ tranh thủ mọi cơ hội để mà thâu tóm người Thiền Am, lợi dụng người Thiền Am để thâu tóm. Họ tranh giành đến nỗi mà đến bây giờ là tự họ đấu tố, tự họ vạch mặt với nhau. Bởi vì ăn không đều, treo không đủ. Họ đến với nhau bằng cái mục đích và lợi dụng, thì cuối cùng nó sẽ bị lột tẩy thôi chứ gì nữa. Hồng Sơn tối nay vẫn lên thể hiện cái lý lẽ của mình để phân bua, để cố níu kéo, để cố giữ gìn những cái mà cái sỉ nhục sau cùng còn sót lại. Còn thực sự đối với Thanh Trần thì các bạn thấy đó, ngày hôm qua khi mà qua cái cuộc đàm thoại trực tiếp đối với Tiến Dũng thì chúng ta thấy rằng vụ việc nó đã là trơ trẽn như vậy đó. Từ khi phát xuất từ cái câu chuyện là đã lộ tẩy ngay từ ban đầu rồi. Đây, mà đến bây giờ mà Tiến Dũng vẫn giấu kín, vẫn âm thầm, thì biết rằng những con người này họ cấu kết với nhau như thế nào các bạn. Họ dựng nên rất nhiều những câu chuyện. Họ đánh bại, loại bỏ các vị luật sư ra ngoài, loại bỏ Minh Tú nhằm để họ thống trị người Thiền Am, thống lĩnh người Thiền Am. Thấy không? Họ dựng nên cái câu chuyện cô Hoa nó rất là công khai trơ trẽn như vậy. Họ cấu kết với nhau một cách rất là nhuần nhuyễn, từ khán giả cho đến các kênh YouTube. Thấy không? Đến bây giờ 10 cái bill ở đâu lộ tẩy ra, Hồng Sơn là con cáo già, Tiến Dũng là mượn Hồng Sơn là người tri thức đáng được khán giả cộng đồng mạng tin tưởng. Mà chính họ vì lợi ích với nhau mà họ đánh đổi lương tâm, cái giá trị của con người họ như vậy, thì các bạn thấy những con người này họ sống như thế nào? Có phải là những con người mà dông ơn bạc nghĩa hay không? Thì tự hỏi là họ tử tế chỗ nào? Họ nhân đạo chỗ nào? Họ giúp Thiền Am chỗ nào? Trong khi là các bạn thấy chưa bao giờ mà nghe Hồng Sơn Hồng Thanh là bỏ ra một đồng để gọi là giúp cho Thiền Am, nhưng luôn mượn hai cái từ Thiền Am này mà lên cộng đồng mạng để than khóc kể khổ. Đây, rồi cuối cùng là họ lấy từ người Thiền Am chứ họ không có bỏ ra cho Thiền Am một đồng nào cắt nào cả. Tại sao họ lại tốt một cách vô điều kiện như vậy? Luật sư mà Hồng Sơn nghe nói là mở công ty đồ gì nhiều lắm mà, tư vấn là công việc là coi như là rất bận rộn, tối ngày là ngày nào cũng bận rộn hết trơn á. Nhưng mà vẫn chăm sóc, vẫn quan tâm người Thiền Am một cách vô điều kiện, cứ rảnh là chạy vào, tuần là hình như rảnh hết 7 ngày rồi nè, cứ ngày nào lên like cũng nói là ngày hôm qua, ngày hôm nay tôi vào Thiền Am. Như vậy thì ngày nào mà ông rảnh rỗi, ngày nào mà ông làm cho cái việc riêng của mình, tất cả cái điều đó đều là một mục đích. Nói về tay Hồng Sơn này là tráo trở, cái độ gian manh thì không bằng Thanh Trần, lì lợm không bằng Thanh Trần, nhưng mà cái sự lương lẹo tráo trở, mượn cái kiến thức của mình cộng thêm cái mà lèo lái trong các cái bài chia sẻ của mình để đánh mờ, đánh lặng khán giả, đánh lặng người nghe. Điều đó chúng ta thấy rằng thực sự ở những con người này rất là nguy hiểm. Mình nói ngay từ đầu, người Thiền Am nếu như không cảnh giác thì sẽ bị những con người này đưa đẩy vào cái vòng luẩn quẩn sau cùng nữa đấy, chứ không hề đơn giản. Đây,
Từ khi mà các bạn còn nhớ, khi mà chưa có cái sự việc mà vạch trần trắng trợn, khi fan chưa đấu tố với nhau á, thì Hồng Sơn liên tục ngày highlight, ngày nào cũng lên liên tục tích cực trên kênh Thanh Trần. Nhưng từ khi bể ổ ra sự việc này, hình như cực là cũng biết xấu mặt với đời rồi. Hai ba hôm, ba bốn hôm rồi mới lên một like. Nhưng lên like là để gắn gượng, để cố thể hiện rằng là mình là người vô tội, mình là người vô can vô cớ trong vụ việc này. Mấy ngày hôm nay mình cũng theo dõi mấy anh chị em cũng chia sẻ rất nhiều điều cũng thú vị liên quan đến việc mà các fan tranh luận rồi đấu tố tự vạch trần với nhau. Mình thì mình không tranh luận về ba cái vấn đề đó, nhưng mình theo dõi để biết được là những con người này là đến bây giờ là sự thật cũng đã là như vậy rồi. Chiêu dụ những con người mà sự hiểu biết thì không bao nhiêu mà lên mạng xã hội thì coi như là dám ăn, dám nói, dám chửi tục nói phét. Đấy, như Năm Râu, Thành Bo rồi, Mộng Nguyễn, Lão Đại là những cái kênh mà các bạn thấy. Cái liêm sỉ của những con người này ở chỗ nào? Trong một số fan của Hồng Sơn có rất nhiều kênh, nhưng nhiều kênh kia là người ta còn biết liêm sỉ, người ta không dám mạnh miệng, không dám đấu tố với nhau. Nhưng họ vẫn biết cái câu chuyện là cái thế sự là như vậy rồi, nhưng họ âm thầm, bởi vì là lỡ bám theo rồi, bây giờ chủ yếu là chạy theo mục đích để câu view câu like thôi, để giữ cái thanh thế riêng cho mình. Có rất nhiều kênh cũng muốn nói nhưng không nói được và có nhiều kênh đã sớm nhận thấy rõ ra cái sự thật này rồi, cuối cùng là tìm cách rút. Đấy, mình nghe Hồng Sơn nói tí nữa nha các bạn. Tranh thủ mình chào các bạn tí đã. Xin chào Hồng Vân, xin chào Hoa Ly, xin chào chị Huệ Võ, xin chào Tê Tân Cúc, xin chào Nguyễn Thế Viễn, xin chào chị Hoa Nguyễn Ba, xin chào Huệ Võ, xin chào Tê Tân Cúc, Hoa Ly, Nguyễn Thế Viễn. Và nếu đó là tôi phải nhường nhịn thì không khác nào khuyên tôi đi làm cái ác, hay là tôi lơ trước cái ác. Tôi đã từng lên án mạnh mẽ. Xin chào Thủy Tiên. Cái hành vi một con người bất tắc quy. Hồng Sơn là kẻ ác mà tại sao lơ là với người ác được? Chính bản thân của mình là đầu nậu của những con người gây ra những cái tội ác mà tày trời đối với Minh Tuấn, đối với nhóm Đa Đề này, bằng sự là vu khống dựng ra những câu chuyện tày trời. Tôi nắm chắc trong tay 10 cái bill, dựng ra những cái cuộc đàm thoại, dựng nên những cái câu chuyện trớ treo khiến cho người nghe hiểu lầm nghi kỳ lẫn nhau. Đến bây giờ câu chuyện dẫn dắt này nó rắc rối từ Hồng Sơn, bởi vì khán giả người ta ngộ nhận cho rằng Hồng Sơn là người tri thức. Lẽ nào mà Hồng Sơn lại đi lọc lừa, lại trăn tráo, lại ma mị như vậy? Chính Hồng Sơn mới là người ác nhất đó, chứ đừng có nói là tôi là người mà khi bị một người khác vu khống đồng nghiệp mình nhận 5.000 đô rồi 4.000, 3.400 đô, trong khi cái người đó chính là anh làm anh cầm. Xin chào Thủy Tiên. Điều là anh vẫn biết chắc anh là người chỉ anh đại diện bên tặng cho, và anh nói trên không gian mạng mấy lần. Nhưng mà bây giờ sao? Cái sự thật, cái vụ việc nó vỡ lại như thế này rồi, đến nước bây giờ rồi mà còn bao che, còn bảo vệ lẫn nhau hả? Bảo vệ cho cái ác hả? Bảo vệ cho những con người mà gây ra tội lỗi. Thì chính sau này Hồng Sơn mới là người đáng mà phải đền tội cho cuộc chơi này. Và hiện tại Minh Tú đang cố gắng để làm rõ cái sự thật này. Chính trong cái vụ việc vừa qua các bạn thấy không? Hồng Sơn có một bài chia sẻ rất là nhỏ nhặt với Minh Tú, với cái tính cách rất là kiểu như là nhỏ giọng, thấp giọng để khuyên răng Minh Tú, sợ là Minh Tú kiện mình và biết là trước sau gì mình cũng phải bị lột trần sự thật này, sự gia dối về con người mà mạo xưng mạo danh luật sư để lọc lừa, để vu khống là một cái tội rất là nặng. Nếu vụ việc này Minh Tú làm được thì Hồng Sơn chắc chắn là sẽ trả giá rất là đắt cho cuộc chơi này. Anh đăng lên trên mạng đồ luôn, tôi có tặng 300 đô gì trả đi. Cái giọng điệu rất là điêu, rất là láo phét. Tôi đã lên án cái hành luật sư, cái gì ở đây luật sư mà
khống trên đồng. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không phải là vu khống, không có tố cáo nó bậy nó bạ ai đâu hết. Mạng xã hội này nó công nhận một điều, nếu như không có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì cái nhóm Hồng Sơn Tiến Dũng này chắc chắn là làm trời làm đất trên mạng xã hội này. Và những người yếu thế như nhóm Đa Đề Minh Tú sẽ bị vùi dập không có đường thoát thân. Phải không các bạn? Ở đây chúng ta thấy một điều phải công nhận, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một người rất là tinh lý, tinh trí, rất là thông minh, nhạy bén trên cái mạng xã hội này. Cô phản động ở đâu không biết, nhưng bây giờ hiện tại cô đang cứu rỗi cái mạng xã hội này khỏi tầm tay của những kẻ lừa đảo, manh nha mượn hoa cúng Phật như thế này. Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một cái gai của những con người mà lừa đảo này, cho nên họ rất cay. Họ quy tụ những con người mạnh miệng nhất để về nhắm vào Nguyễn Ngọc Như Quỳnh để đánh phá, để triệt hại, nhưng không được, không qua được. Trình độ của những con người này là đầu đường xó chợ, kể cả Hồng Sơn cũng không qua mặt được. Như Quỳnh thì lấy gì mà những con người kia mà đối đầu với Như Quỳnh được, cho nên họ thua hoàn toàn. Bây giờ cũng cứ lấy cái tên Như Quỳnh ra. Như Quỳnh mấy ngày nay là lên mạng cười hả hê đó, đã vạch trần, đã lột tẩy từng chi tiết, từng bộ mặt, từng nhân cách của con người. Mà anh Đà Vinh Lan là anh cầm tiền mà để cho con người cái thực hiện hành vi vu khống người khác. Đấy, nói bậy nữa. Bóc tác huy có nghĩa là anh im lặng, có là bóc tác huy là không một lời hành động nào thôi, để ngăn chặn ngay lập tức hành vi vu khống. Hành vi vu khống đó nó cũng là xem tới một cái tội ác trong Phật tử xã hội. Vu khống ơi, anh Lăng là... Bây giờ anh cố lên, anh lưu lấp câu chuyện này, anh biện minh, cố thể hiện. Nó đã muộn quá rồi anh Sơn ơi. Sự thật nó đã là lộ tẩy rồi, lòi cái đuôi hết rồi. Nhưng đã có khác thì là tội phạm. Hành vi vu khống người ta nhận tiền, mà sự thật người ta không có một xu nào, mà người ta là con người bị hại đó. Không phù hợp là Phật giáo và Việt Nam cũng mất sớm. Xin chào Mai Thị Dương, xin chào Thị Cúc. Và như vậy là thịnh hành, từ cái thời thịnh hành đó là từ thần lý. Trong câu chuyện này mình cũng mong rằng Minh Tú làm hết mình, đừng có nhân nhượng, đừng có bỏ qua những con người này. Bởi vì cái danh dự của Minh Tú đã bị đánh đổi quá nhiều rồi, đã bị những con người này là vùi dập, không còn con đường, không thương tiếc nữa rồi. Thành cho nên là Minh Tú không thể bỏ qua cái câu chuyện này nữa. Cũng rất quan trọng cái chuyện mà người lớn thì thơ có câu rằng là kính trên nhường dưới. Kính trên nhường dưới, tại sao mình không dạy cái đám đệ tử lâu la của mình là biết kính trên nhường dưới đi, Hàm Sơn? Kể cả là Thanh Trần kia, người tri thức đó, đồng hành đồng nghiệp của mình đó, tại sao lúc nào mình cũng kề vai sát cánh với Thanh Trần mà lại không biết dạy cho Thanh Trần là phải biết kính trên nhường dưới đây, mà ăn nói rất là hỗn hào, xưng những người lớn tuổi như chị Lan, anh Lan là thằng, là mày, là tao, các đồ đệ của Hồng Sơn đấy. Tại sao không dạy ra dạy họ đây mà người Việt Nam đúc rất là câu là kính trên nhường dưới. Biết là như vậy mà sao lại không như vậy? Trong những cái trường hợp mà cái mối quan hệ ruồng cột đó là không có nghĩa là quân là trên hết, mà quân binh tôi trung, tức ông vua là phải là ông vua binh thì tôi nó phải tôi trung, nó có một sự quan hệ rõ ràng vậy. Phụ từ tử tiếu, anh em mà trong giống anh thì đừng lúc nào cũng đưa ra các cái lập luận nó chúng ta coi như cổ mạng này như một cái gia đình rộng lớn bên ngoài, vì gia đình là một tế bào sau thì xã hội là một cái gia đình rộng lớn thì cũng có người lớn và cũng người nhỏ. Thôi mình bỏ qua cái đoạn này để mình nghe thử tối nay anh Sơn mình nói cái gì đây. Chứ không phải là không. Cho nên á, khi mà tôi đã dùng tới con người mà đê tiện. Dùng tới con người đê tiện à? Ê, sáng mắt ra chưa? Thấy rõ chưa? Người đời gọi là gậy ông đập lưng ông đó. Trước đây thì thường lên hô hào, các fan, các bạn các anh chị vào kênh đó, Thành Bo, Nam Râu, Mộng Nguyễn vào các kênh mà đang đánh phá vào ra đề đó, ủng hộ thật nhiều vào, like vào, kêu gọi.
Bây giờ tất cả sự thật nó đã là như vậy rồi. Em không có thể mà cha khỏi được. Lưới trời lồng lộng mà. Có biểu hiện của lớp cá, có biểu hiện của ngặt ngáo bạn. Và như vậy, xét về mặt quy phạm đạo đức xã hội và pháp luật, tôi đứng trên hai quan điểm đó tới lúc tôi phải làm việc. Đừng có đối thừa rằng tên của mạng là đối qua đối lại. Chính bằng ao tao bằng ngoại không phải. Không phải là một cái ông coi như là không có gì hết. Rồi một cái ông luật sư thì ông luật sư không được quyền nói. Tôi nhìn mặc dầu là khác cả. Nếu vậy thì xin thưa rằng, ý nghĩa gì của mạng này? Đúng là nghe không, không sao nên nói mà nghe nghe cũng cũng nghe cũng ngứa gan thì cái nói cái giọng điệu rất là điêu à, cứ cho ta đây là người là hiểu biết nhân đạo nhân cách, nhưng trong cái thâm tâm cái lòng dạ của mình rất là ác. Các bạn còn nhớ là tìm mọi cách để đưa Minh Tú vào tù là biết cỡ nào rồi. Trong khi là miệng thì luôn nói rằng yêu thương quý mến người Thiền Am, giúp đỡ người Thiền Am, lo cho người Thiền Am. Mà Minh Tú là gì của Thiền Am? Bây giờ Minh Tú ở ngồi lo cho Thiền Am. Thì cái cơ hội này Hồng Sơn muốn loại bỏ Minh Tú ra để mình được ngự trị trong Thiền Am, để rồi tha hồ mà coi như là thống lĩnh, tha hồ mà điều khiển người Thiền Am, tha hồ mà điều khiển các mạnh thường quân. Khách quan. Thứ hai, phân tích bình luận. Thì làm gì thì làm nên phải giữ trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Vì đó là cái điều chỉnh mặt buộc và phải tôn trọng cái ban minh chủ đích. Anh đã nói là thượng tôn pháp luật. Tại sao anh biết 10 cái bill là giả, sự thật về cái vụ cô qua là không có, nhưng anh lên anh khẳng định. Có phải đó là một trò ma mị để đánh đổi, để hãm hại người đời hay không? Sự thật là một câu chuyện đã dàn dựng, anh biết rõ. Chính anh nói rằng là câu chuyện tôi đã hoài thăm với cô Hoa, tôi đã thấy rõ sự thật. Đó là một sự giả dối trắng trợn, mượn trí thức để giả dối, đánh lừa niềm tin của chính chính bản thân mình. Mà bây giờ anh còn lên anh giáo huấn ai nữa? Thật sự thật là đó là cái vi phạm đạo đức xã hội. Chính anh là người vi phạm đạo đức xã hội rồi đấy. Nếu mà nó bị... Nếu như anh mà con người lên chính là một sư luật sư đường đường chính chính thì làm gì có cái chuyện mà bây giờ anh chạy tứ tung mà xã hội như thế này. Làm gì mà đến bây giờ anh chưa được ngồi vào trong cái ghế của luật sư? Làm gì mà đến bây giờ anh còn ao ước là được ngồi vào trong cái gai vị của chiếc ghế luật sư như thế này? Đó là cái mê ước cuộc đời của anh, nhưng cái bản chất của anh nó quá thấp kém về đạo đức, nhân cách. Anh có trí thức mà anh không có đạo đức thì cũng như không rồi. Tôi mà không ngừng những thằng bo đó, xin thưa bác sĩ. Và nếu nói rằng tôi phải nhường nhịn thì không khác nào khuyên tôi đi làm cái khác, hay là tôi lơ trước cái khác. Tôi đã từng lên án mạnh mẽ. Bây giờ anh chỉ có nhu nhược mà im thôi. Bây giờ mà anh đảm bảo mà anh lên tiếng mà anh đấu khẩu lại với các đệ tử của anh là nó sẽ sẵn sàng đưa anh lên thất trong nay mai thôi. Nó vẫn còn tình cảm để giữ lại cái bí mật cho nhau. Bây giờ là tất cả sự thật nó là nắm, mỗi người nắm một cái bí kíp rồi. Cho nên là nó đã từng tuyên bố, Nam Râu cũng đã từng tuyên bố là tôi sẽ, nếu như mà chơi tôi thì tôi sẽ chơi đến cùng, tôi sẽ lật tẩy từng em một. Mà Thanh Trần cũng đã nói rồi, Tiến Dũng cũng đã nói rồi, bây giờ chỉ còn Hồng Sơn là chưa dám tung hô cái bí kíp của mình ra thôi. Một con người bất tắc quy khi bị một người khác dù không đồng ý mình nhận 5.000 đô, 4.000, 3.400 đô, trong khi cái người đó chính là anh làm, anh cầm trọn lọn 4.600 đô, vì là anh Dũng biết chắc anh người diễn đấy, anh đại diễn bên tận cho, và anh nói trên không trên mạng mấy lần, nó chỉ nhận anh tăng lên trên mạng đòi luôn, nó không có cái bạn 300 đô gì trả thì sẽ có luôn. Tôi đã lên án cái hành vi đó, cái hành vi mà một Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh vu khống cho Trần Thị Hồng Thảo, mà anh Đà Vinh Lan là anh cầm tiền mà để cho con người kia thực hiện hành vi vu khống người khác, mà anh bắt tác quy có nghĩa là anh im lặng, anh bắt tác quy là không một lời hành động nào hết để ngăn chặn ngay lúc hành vi vu khống. Hành vi vu khống đó nó cũng là xem tới một cái cỏ khác trong Phật tử sau đó chúng ta quen, có những cái mà vi phạm pháp luật chưa là khỏe, người tôi nói vi phạm pháp luật hình sự, cái tội vi phạm pháp luật hình sự vi phạm chính là khác, vi phạm pháp luật hình sự chưa chắc nó lột tả được cái tội khác, nhưng đã tội khác thì là tội phạm.
hành vi vu khống người ta nhận tiền, mà sự thật người ta không có một xung nào, mà người ta là con người bị hại trong cái đợt tốn này. Đây anh cứ tối ngày cứ nói người ta vu khống, nhưng mà tại sao anh không đưa ra bằng chứng để tố cáo người ta đi? Anh không làm được điều đó mà. Đây, trong khi là bằng anh mới là người vu khống, lợi dụng để trục lợi. Bằng chứng thì đã có hết rồi, Minh Tú và những người bên nhóm Đa Đè này, họ đã nắm hết bằng chứng trong tay. Từ từ tất cả những sự thật, những điều gì mà anh muốn thì nó cũng sẽ đến một lúc, sớm muộn thôi. Về bản chất bản thân con người của anh nó thì nó chưa có phải là thực sự, nó chưa có phải là những điều đó tôi đã lần là tốt thì anh đừng có thuộc dạng giúp sức trong cái đồng phạm của cái tội nhưng không điều 5-6 bộ luật hình sự thì không có lý do nào mà một con người ngông nghênh trên nỗi mạng nó không có kính trên từ dưới, ngôn ngữ sử dụng là bẻ cong sự thật, có ít xích trên miệng như một thằng con mà bị tôi nhìn mà tôi dùng cái gì. Và như vậy Thành Bo thì trước đây cũng tính chính từ miệng của Hồng Sơn ca ngợi mà. Thành Bo rất là thông minh, rất là tài trí, rất là lanh rời trong cái câu chuyện mà đấu tố lại Đa Đề, phản biện mẹ nắm như Quỳnh. Hồng Sơn chẳng qua là hùa theo, biết đó là đệ tử của mình mượn tay để đánh phá. Nhưng Hồng Sơn vẫn biết được bản chất của Thành Bo, vẫn biết được trình độ của Thành Bo như thế nào. Chỉ là người một tay lẻo mép láo cá thôi, liên thuyên thôi, nhận định làm gì mà biết luật hiểu luật, trình độ đâu mà biết luật hiểu luật, chẳng qua là chỉ nhận định đánh giá theo cái cảm tính để nhìn nhận sự việc. Chính Hồng Sơn trước đây cũng từng khen mà bây giờ lại phủ nhận điều đó là sao? Để khi mà tôi lên tiếng xin đưa ra chỉ là hai bản văn bản, tôi lên tiếng là lên tiếng chứ không nhân mạng các bạn chia sẻ là tôi cũng lên không nhân mạng, nhưng mà bên cái thư này quý vị cũng biết rằng thơ vàng thơ phú đó là một trong những nhiều phương pháp, nhưng trong đó có phương pháp thơ phú đó là lên án cái khối hư thật sự. Và cũng thơ của anh là toàn là thơ tục tiểu, thơ nham nhở không, chứ không có lên án cái ác cái xấu gì ở đây cả. Và ở đây không có ai mà ác xấu giống như bằng anh mà để lên án cả, cho nên là anh đừng có biện minh nữa. Tất cả các cái lý lẽ và sự thật của anh cũng đã bị vạch trần hết rồi. Sự gian dối, sự dối trá của anh bây giờ còn bao nhiêu thì anh cứ thổ lộ nó đi. Cổ xí cho những cái hay cái lẽ này tiến tới chân thiện mỹ, nói lên nỗi lòng của con người, nói trước cảnh quan, trước hiện tượng, trước con người và trước cả sự thật hiện tượng khác. Một con người tuổi nhỏ là cái cao mới nhỏ có buồn mà chứ sao đi không? Thành Bo đã cắt tầng tầng trời biết là hắn có gì vợ đâu mà thằng đi chứ thành đi nữa sao không? Đã bước lên nỗi mạng muốn nghĩ là bình đẳng. Và như vậy dầu cho tôi có là luật sư, có một quan phò hay là như thế nào, một thằng bò như thế nào trên nỗi mạng là bình đẳng. Và nếu câu nhìn trên chính tân nhìn dưới thì không có nghĩ là tiên sư bố mày Hồng Sơn ở đời người ta chỉ gọi thằng lừa đảo chứ không ai gọi là chú lừa đảo, anh lừa đảo. Và như vậy lừa đảo còn bắt người ta tôn trọng nữa hả? Trước những hành vi vi phạm pháp luật thì tôi sẽ mổ xẻ phân tích, thậm chí quy định tôi giới thiệu và chia sẻ với mọi. Nhưng có những trường hợp nó chưa tới cái mức mà để gọi là vi phạm pháp luật, nhưng mà hành vi đó cái luân thường đạo lý đời thường người ta nhìn thấy và người ta không chấp nhận, thì có thể sử dụng những phương pháp chia sẻ trên cộng đồng mạng, có thể dùng cơ phú để lên án, chuyện đó là bình thường. Và nếu như vậy trong trường hợp đó, thơ phú của anh ở đây không phải là thơ lên án, thơ nó mang tính chất giáo dục, giá trị nhân văn, mà thơ anh là thơ tạp nham, thơ rất là nham nhở, thơ rất là ti tiện đê hèn. Anh nhắm đến những cái bộ phận mà nhạy cảm của người phụ nữ để anh trêu ghẹo với cái ý là mỉa mai xúc xỉa, rồi anh dùng những cái ngôn từ để nhắm vào một đối tượng, một ai đó để xúc xỉa, để hạ thấp giá trị của họ, chứ không phải là phân tích, không phải là tố cáo. Thơ của anh nó mang tính rất là hèn, rất là ti tiện. Anh chỉ học lắm học lõi, thơ thì nó không ra cái thể thơ. Câu văn câu chữ thì có vần được vần mất.
cái thơ của anh gọi là thơ cụi, anh chẳng qua là lắm lỗi trên cuộc đời này, trên đường trường đời này anh thể hiện vậy thôi. Bây giờ cái nhân cách, cái giá trị của anh chỉ thể hiện cho những người mà tầm thường, những trẻ em, những người già mà mù điếc trong xã hội này thôi, chứ những người mà họ hiểu biết một chút là họ không có tôn kính anh ở đâu. Song phẳng, mình cũng bình đẳng nhau, hoặc là phản biện, hoặc là tranh luận nữa. Tôi đã đáp ứng tất cả những điều đó. Đúng, mình đáp ứng được cái giới. Thơ của anh rất là nham nhở, tự anh ca ngợi chứ ai ca ngợi đâu. Các bạn thấy không? Thơ rất là lủng củng, rất là tục tiểu. Cái ý thơ, cái hàm thơ nó không có một cái gì để gọi là nhân văn giá trị ở đây cả. Mà nó mang tính là mỉa mai, xúc xỉa để trả đũa người đời. Hey, chứ không có cái giá trị gì ở đây trơn á. Tự anh ca ngợi thôi chứ có ai mà ca ngợi thơ của anh đâu. Kể cả phản biện tôi. Chứ nhân phản biện đúng này, chứ đừng có phản biện mà tao lao thì chửi. Sao không đúng được phản biện anh mà sao không đúng? Anh với coi cái gì mà không đúng đâu mà. Tất cả điều đó không diễn ra mà đi kêu phản biện, chứ chả có phản biện gì. Tôi đã nói là lấy cái câu tôi ra mà vẽ tâm giọng điệu. Âm thanh giọng điệu khác để rồi lái bằng cái sự thật không còn. Bản thân cái người đó tôi không biết nó là cái gì luôn. Ngay cái chữ là vi phạm đạo đức, tôi nói câu rồi. Câu đó là câu duyên nhập. Nếu không biết thì không, mà biết thì mới đi phản biện cái đạo biết. Nó muốn tôi như được, tôi thấy chết rồi. Cái chỗ này là thuộc cái chỗ mà nhận cái chỗ khó. Tôi đã cố gắng tôi chia sẻ là phải thượng tôn pháp luật và không có. Xin chào Ngô Thị Trung. Hai chữ phạm liên tục tôi đã giải thích của trước của bạn. Như vậy trong trường hợp đó đã không biết mà đi phản biện là muốn bẻ cong sự thật là mình nhầm mỉa mai. Cái chữ khỉ đó chẳng qua nói cho cái tăng thời nó lắng đi cái hình thức của một bé bo mỉa mai tôi. Nhưng cái mỉa mai tôi thì thôi tôi chú ý. Không mỉa mai nhưng mà tố cáo thẳng, nhưng mà nói rõ sự thật, vạch trần chứ mỉa mai gì. Bây giờ là không đồng quan điểm với nhau là mọi việc là trở nên là phải cần trắng phớ ra để tự bảo vệ chứ. Chứ chẳng lẽ mà cứ theo anh để mà tự nhận cái sai về mình liên tục vậy sao? Tự dối với lòng mình liên tục vậy sao? Cuộc đời con người đôi lúc cũng phải biết tự ăn năn, tự hối cải để mà quán đổi, sửa đổi bản thân của mình chứ. Chẳng lẽ cứ nghe theo một người dạy người thủ đoạn như vậy mà rồi cuối cùng để đánh đổi nhân cách của con người mình hay sao? Để là những con người đó như thành ba năm rau, những người mà quay lưng với anh là họ tốt, đó là họ khôn đấy, họ sớm nhận ra đấy. Không phải là họ sớm nhận ra nhưng mà họ nhận ra trong cái thời điểm này nó cũng khá là muộn màng rồi, đã bị làm ảnh hưởng rất nhiều người rồi. Những con người đệ tử của anh đã vùi dập biết bao nhiêu người rồi, nhưng đến bây giờ họ không cam lòng nữa, họ không tự dối với lòng mình nữa thì coi như họ sẽ lật tẩy ra thôi. Chỉ có tên mà coi như là gian manh nhất, thủ đoạn nhất là Tiến Dũng đã biết cái câu chuyện từ cái vụ mà ngày đầu khởi xuống ra cái sự việc này là quà to cho tặng từ cái điện thoại. Tiến Dũng biết rất rõ nhưng mà vẫn giữ bí mật, vẫn âm thầm, vẫn bảo vệ. Nếu như không có Thanh Trần, không có Hồng Sơn thì ai bảo vệ cho Tiến Dũng đây? Đấy, cho nên Tiến Dũng âm thầm điều binh khiển tướng, chiêu dụng quân tướng của mình, tạo mọi thời thế, tranh thủ mọi cơ hội dựng nên bất kỳ câu chuyện nào. Thấy không? Nhưng những cái kiến thức tôi nói ra đó là để cho cộng đồng. Mà anh nói thì sai sự thật thì những người khán giả họ nghe thì họ nghĩ cái này mà những điều đó là điều có ích. Cái nhận định anh chia sẻ những ai đồng quan điểm thì nghe rất là thú vị. Nghe thú vị, nghe là ông Sơn này ông nói có lý, ông nói chí lý. Nhưng cái chí lý của ông là cái lọc lừa, cái manh nha, cái giả tạo, cái gian xảo ở đây. Cái luận điểm của ông nó kết hợp với lại cái ngôn từ nó rất là hoa mỹ, khiến cho người ta không có ngộ nhận ra được đó là sự thật. Cứ nghe ông nói sung, nói hai là nghe chí lý, nhưng thực tế ra là nó hoàn toàn là thủ đoạn ở trong đây. Thì hắn lại như vậy là anh được không tu phải lên tiếng. Và một bé bo không có ngôn ngữ thực tiễn nhưng mà cố tình ma mị chia sẻ sai sự thật rất nhiều. Đệ tử của mình biết vậy thì trước đây mình lo mình ngăn cản đi. Bé Bo đừng có theo anh làm cái gì. Đấy, bé Bo đừng có theo anh. Đến bây giờ là
Tại sao bé Bo lại phản anh? Chơi anh kiểu này là đau lắm cho anh rồi đấy. Mình đã trấn tĩnh ngay từ đầu chứ mất gì mình lại khen. À lại khen. Trời ơi, khen lấy khen để. Bé Bo là người công nhận bé Bo là nhỏ nhưng mà tuổi đời nhỏ mà trí thức trình độ công nhận là nguyên thâm. Hay có phải là đang cái lúc mà đục nước báo cò thời cơ để mà đánh sắp ra đề, đánh sắp Minh Tú thì có bé Bo à, đánh vào mày nắm như Quỳnh. Thì đến bây giờ tại sao lại mình biết bé Bo là như vậy, mình không ngăn cản ngay từ đầu đi, để đến bây giờ nó lại làm nhục mình như vậy, đúng không Sơn? Cái sự giả dối bao giờ nó cũng phải bị lột trần, nó không bao giờ thắng được cái chính nghĩa. Có thể chính cho nhiều cũng là hình thức của chia sẻ sai lầm. Tôi nói một cái câu của Hoàng Thanh nói về tôi là sao, là ông Sơn cũng là một chút phí đánh giá đạo đức của người ta, đánh giá đạo đức của một Hoàng Thanh bị trà đập. Đâu có đơn giản mà đánh giá đạo đức lại gì vậy? Nếu sai điểm đó, mình nói chính đúng là điểm đó, không đem đó phủ tất cả cái đạo đức về điểm của luật sư gì là không phải. Thứ hai, một câu nói. Bởi cái đạo đức nghề nghiệp của Hồng Sơn đâu có khó đâu mà thành ba nó không đánh giá, không phản ánh là đúng rồi. Một đạo đức nghề nghiệp, 3-4 năm anh theo dõi cái mạng xã hội này, anh nghiên cứu, anh tư vấn, anh chia sẻ, anh phân tích cái thiền am này, nhưng anh không chứng minh anh là ai thì rõ ràng là tự anh lừa dối bản thân anh, tự anh lọc lừa khán giả, kể cả là fan đang bảo vệ anh, đang ủng hộ anh mà đang nghe anh lừa dối như thế này thì làm sao họ chịu được. Đấy, làm sao mà suốt đời chỉ nghe một con người lừa dối như thế này thì chẳng khác nào là tự đem lại cái hệ lụy cho bản thân mình. Và những con người này đã sớm giác ngộ, đã nhìn nhận ra cái sự thật này, và cuối cùng họ tìm cách là rút lui sớm, vậy là tốt, là hay cho bản thân rồi đấy Hồng Sơn. Chứ không là cứ cắm đầu chạy theo Hồng Sơn thì cuối cùng có ngày cũng sẽ đi xách gói theo Hồng Sơn vào T30 thôi. Chứ đường nào thoát được. Đó mà chia sẻ. Mà đây là tin nhắn mang tính cá nhân. Chia sẻ. Không phải chia sẻ mà nói với lại tin nhắn qua lại với lại một ví dụ là liên quan đến em Nam Long. Hán cho rằng là đó là đâm sau lưng người ta. Đâm sau lưng bạn. Thật ra nó có chừng của nó là đâm sau bạn bè sau lưng. Giờ là đâm trước mặt luôn chứ sau lưng gì nữa. Đâm sau lưng là nó biết rồi, biết trước ngay rồi, nhưng mà có cái là nó bây giờ nó giờ bỏ anh thì nó theo ai nữa mà để nó kiếm ăn, cho nên là phải cố chấp, phải chấp nhận thôi. Bây giờ là cảm thấy là hết còn cơ hội nữa rồi. Năm râu thì thấy hết ăn, thấy hết còn cơ hội nữa là bắt đầu mới tìm cách là rút lui, rồi lần là rút hết, rồi bắt đầu quay sang tự bảo vệ bản thân mình là bằng cách là tố ra chứ gì nữa. Cái chuyện đời là nó như vậy hết trơn rồi. Cái gì nó cũng có, nó cũng rõ ràng hết trơn đó. Mà nó dừng lại chứ ai. Một bé Bo lấy những cái tin như vậy chia sẻ lên, cảm giác như là mình nói những cái điều hay được. Tin cũng tin từ bằng anh ra chứ đâu. Đấy, anh 10 cái bill rồi, anh nói 10 cái bill là tôi nắm chắc trong tay là bắt đầu đồ đệ của anh là 5-10 người lên cũng là bill nắm chắc trong tay. Phan Phát cũng nói là tôi cũng nắm bill trong tay. Nam Râu cũng nói rằng là tôi cũng nắm bill trong tay đây. Cũng chính từ anh ra chứ đâu. Đấy, bây giờ anh quán trách trai nữa. Sự thật hay giả dối cũng do anh tạo ra hết. Cũng như mà anh là một người cha trên cương lĩnh mà anh dạy cho những đứa con của anh nó sai đường lạc lối thì nó cuối cùng là nó sẽ phá gia thôi chứ còn gì nữa. Nó sẽ quay sang nó phá anh, đúng rồi. Người ta là sự đúng là cái mức độ sự phạt hành chính thôi. Xin chào Hoa Ly. Như vậy là ông sai đó. Là ông sai. Cho nên luật nó có những cái khung bậc đàng hoàng, cái khung khoảng để chi? Để mà ở mức độ tính chất mức độ này, tính chất mức độ kia, tùy theo tính chất mức độ nặng nhẹ mà có những cái kết quả tương ứng. Anh là biết luật, anh phân tích luật, anh nói thì nghe có lý, nghe hay đó. Nhưng mà tại sao anh lại cố tình để vu khống dựng lên cái câu chuyện 10 cái bill nó không có thật để vùi dập Minh Tú. Dựng